Hôm nay Quyên sẽ giới thiệu cho các bạn 10 món đồ mà các cô gái có chiều cao khiêm tốn cần có trong tủ quần áo. Các bạn biết không, Quyên để ý thấy là khá là nhiều bạn gái có chiều cao khá là cao như 1m60 hoặc là 1m65 trở lên thì thường trông vẫn khá là thấp trong những cái bức hình mà các bạn ấy đăng lên các mạng xã hội, hoặc là khi mà các bạn ấy quay video hoặc là thậm chí là đi chơi với bạn bè trong một nhóm người thì nhìn cũng rất là thấp. Tuy nhiên thì Quyên muốn tạo ra một chuỗi video để giới thiệu cho các bạn rất là nhiều cách chọn trang phục và rất là nhiều cách phối đồ để các bạn trông cao hơn và gầy hơn. Vì đây là những bí quyết cực kỳ hữu ích mà tất cả các cô gái đều cần, dù cho các bạn đi chơi, đi làm hoặc là dù cho các bạn làm gì chăng nữa thì khi mà trông đẹp hơn các bạn sẽ cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn, đúng không? Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh của Quyên để Quyên có thêm nhiều động lực để làm video nhé. Các bạn biết không, làm video rất là cực, nhìn thì dễ dàng vậy thôi nhưng thực tế là để set up ra một cái góc quay, những cái nội dung hoặc là những cái chương trình như thế này thì rất là nhiều thời gian và công sức. Bởi vậy Quyên rất là muốn có sự ủng hộ của các bạn. Các bạn hãy giúp Quyên có thêm động lực bằng cách comment những cái chủ đề các bạn muốn Quyên nói thêm, cũng như là ấn nút đăng ký nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Món đồ đầu tiên đó chính là một chiếc quần lưng cao và với gấu quần không có dài hơn mắt cá chân các bạn nhé. Bởi vì khi các bạn mặc những chiếc quần jeans mà nó bất kỳ cái kiểu quần nào mà nó dài hơn mắt cá chân mà lưng thấp thì trông các bạn sẽ lùn lên trông thấy. Lát nữa Quyên sẽ nói về một kiểu quần mà dài hơn mắt cá chân nhưng mà vẫn làm các bạn trông cao hơn. Và bây giờ thì các bạn sẽ tập trung vào cái chiếc quần này các bạn nên có trong tủ quần áo. Và Quyên lưu ý một điều là cái kiểu quần này thì nên là quần ống nhỏ và quần người ta gọi là skinny jeans. Thì các bạn thường mặc những cái quần mà ống hơi nó ôm ở đây xong rồi bắt đầu nó rộng ra ở cái phần mắt cá thì trông các bạn sẽ bị ngắn đi hẳn luôn. Và nếu mà cái quần jeans nó mà còn dài hơn mắt cá nữa thì thực sự là trông rất là thấp hẳn luôn đó, trong khi chiều cao thực tế của các bạn thì lại cao hơn rất là nhiều. Thì với chiếc quần jeans này á, thì các bạn có thể mặc với tất cả các loại áo. Bởi vì là mình muốn khoe cái phần eo của mình và mình muốn làm cho mình trông cao hơn thì các bạn luôn luôn phải đóng thùng. Các bạn hãy chọn cái kiểu áo mà các bạn có thể bỏ áo trong quần. Tại sao vậy? Tại vì khi mà cái lưng cao nó thắt ngay cái phần eo của mình thì mình sẽ làm cho ảo giác, giúp cho chân mình trông dài hơn và eo mình nhỏ hơn. Khi mà các bạn mặc những cái kiểu áo mà suôn rộng che mất phần eo của mình thì giống như là mình bị che mất những cái phần mà cái tỷ lệ của cơ thể chính của mình ra vậy đó, khiến cho lưng mình trông rất là dài và chân mình trông rất là ngắn. Cho nên là bí quyết đầu tiên, bí quyết này sẽ nói trong một cái video khác, nhưng mà đó là bí quyết đầu tiên. Luôn luôn mặc bất cứ cái gì cũng hãy mặc lưng cao và bỏ áo trong quần, giống như là Quyên đang mặc đây đúng không? Thì cũng chỉ là một cái chân váy bình thường, một cái áo bình thường. Nhưng mà để Quyên thị phản cho các bạn xem. Trông có chán không có chứ, mặc dù cũng là áo ôm, váy ôm nhưng mà thì nhìn cũng được. Nhưng mà nếu mà mặc như vậy thì Quyên sẽ thêm một chiếc thắt lưng. Rồi, Quyên đã đóng thùng ở đây, các bạn thấy sao? Trông khác hẳn đúng không? Nhìn thấy có mình có vẻ cao hơn hẳn đúng không? Rồi, đó là bí quyết đầu tiên, đó là một chiếc quần jeans lưng cao và ống nhỏ cao trên mắt cá, các bạn nhớ ghi vào nhé. Lần sau khi các bạn đi mua sắm thì hãy mua đủ 10 món đồ này vào để cho các bạn, là các bạn có thể phối ra rất là nhiều kiểu trang phục mà luôn luôn trông cao và gầy. Chúng có thể phối với nhau, 10 món đồ này có thể phối với nhau, cho nên các bạn yên tâm nhé. Món đồ thứ hai cũng là một chiếc quần lưng cao, nhưng mà lần này Quyên sẽ chọn một chiếc quần lưng cao có gấu quần dài hơn mắt cá chân, rất là dài, dài chạm đất luôn. Nhưng mà đặc biệt là gì? Đó là cái ống của nó phải là ống suông. Các bạn có thể mặc ống rộng cũng được, nhưng mà Quyên nghĩ là nếu mà các bạn muốn mình trông cao hơn hẳn luôn á thì các bạn hãy chọn cái quần ống suông thẳng xuống như mà Quyên đang mặc như vậy nè. Thì khi mà mặc chiếc quần ống suông này thì che luôn cái mắt cá chân, các bạn có thể đi với giày sandal hoặc là giày cao gót. Thì đây là một cách tuyệt vời để mang giày cao gót. Khi mà các bạn mặc quần jeans skinny, mà những quần jeans mà ngắn mà mang với giày cao gót thì Quyên không khuyến khích nhé. Tại vì như vậy thì mình trông không có được sang cho lắm, không được thanh lịch cho lắm. Thì đây là một cách tuyệt vời để các bạn có thể mặc quần lưng cao và giày cao gót, đó chính là hãy chọn những chiếc quần ống suông. Thì độ dài của quần này có thể rất là linh động, có thể là ngắn hơn mắt cá và qua đầu gối như là quần culotte. Nhưng mà để mà mình trông cao hơn hẳn đó thì ảo giác chính là cái quần dài hơn mắt cá chân và mình mang giày cao gót bên trong thì trông rất là cao luôn. Và cũng với chiếc quần này thì mình sẽ mặc những cái chiếc áo mà nó ngắn hoặc đóng thùng ở bên trong. Thì các bạn thấy không, trông mình cao hẳn lên luôn. Món đồ thứ ba đó chính là những chiếc áo mà có cái cổ vuông hoặc là cổ tròn rộng hoặc là cổ thuyền rộng như thế này.
thì các bạn khoe ra rất là nhiều được cái phần vai và phần cổ của mình trong khi mà không có quá hở hang. Thì đây là những cái kiểu cổ áo mà giúp cho các bạn trông cao hơn hẳn, bởi vì nó tăng cái chiều dài từ cái phần đầu đến cái phần cổ của mình. Các bạn biết không, khi mà trong bí quyết phối quần áo của các cái nhà tạo mẫu nổi tiếng thì cái bí quyết đầu tiên đó chính là hãy khoe càng nhiều những cái phần gần với gương mặt của mình càng tốt. Bởi vì gương mặt của mình chính là những cái điểm mà người ta thu hút nhất khi mà nhìn vào một con người, khi mà người ta đối diện với mình. Thì đây, gương mặt của mình chính là cái điểm mà người ta nhìn vào nhiều nhất. Cho nên là khi mình khoe càng nhiều các cái phần gần với gương mặt của mình thì người ta sẽ càng thu hút hơn. Cũng như vậy, các bạn đã có một chiều cao khiêm tốn rồi thì các bạn hãy mặc cái chiếc áo mà có cái cổ rộng như thế này. Thì Quyên chọn ra một số kiểu áo mà Quyên rất là thích. Thì đây là một chiếc áo của Zara. Cái cổ của nó là dạng như cổ vuông mà cổ tim đó. Thì khi mà mặc cái kiểu áo này thì Quyên khoe được rất là nhiều cái phần vai cũng như là phần xương quai xanh của mình. Thì đây là một cái kiểu áo cổ vuông rộng nữa. Màu tím đang rất là hot trong năm 2021 nha các bạn. Thì cái kiểu cổ áo này nó cực kỳ là nịnh bợ cái phong dáng của các bạn luôn á. Nếu như mà các bạn không tự tin vào cái phần tay của mình, các bạn muốn che đi phần tay giống như là Quyên thì cũng khá là không tự tin về phần vai của mình bởi vì nó hơi to ấy. Thì Quyên sẽ chọn những chiếc áo mà nó tôn lên cái phần cổ và cái phần xương quai xanh của mình. Món đồ thứ tư cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng mà các bạn gái cần có trong tủ quần áo, bất kể là bạn cao hay là bạn thấp, phải có món đồ này trong tủ quần áo để trông cao hơn. Cái món đồ này đó chính là chân váy ngắn. Đây, một chiếc chân váy ngắn. Và chiếc chân váy ngắn này thì Quyên khuyến khích chọn những cái chất liệu vải mà tương đối dài hơn một chút. Ở đây thì Quyên có một chiếc váy bằng vải nhung và một chiếc váy bằng vải kaki. Thì hai chiếc váy này đều có cùng độ dài và cùng kiểu dáng hơi chữ A ra đó các bạn. Thì các bạn cũng thấy đó, khi mà mình hơi có bụng tí hoặc là phần eo của mình nó không được thon thì những cái chiếc váy mà hơi A ra như thế này sẽ tạo cho cảm giác là mông lớn hơn mà eo nhỏ hơn, đồng thời là che được hẳn cái phần bụng của mình luôn. Và đặc biệt là rất là tôn dáng. Các bạn có thể mặc với giày sandal, giày cao gót, giày thể thao hoặc là mang boots cũng được. Thì bất kỳ các loại áo nào cũng được hết. Thì vẫn là một chiếc váy này thì cô vẫn khuyến khích là chọn váy lưng cao nha. Váy đã ngắn rồi cho nên là mình phải khoe cái phần mà từ chân váy cho tới eo. Cho nên là cô sẽ không khuyến khích mặc chiếc cái váy này với lại bất kỳ một cái kiểu áo nào mà che đi cái phần eo của mình. Ok, món đồ tiếp theo đó chính là những chiếc áo cổ tim. Thì hồi nãy Quyên đã nhắc tới những chiếc áo cổ vuông hoặc là cổ tròn rộng rồi. Thì cổ tim nó cũng có một cái tác dụng tương đương, đó chính là làm tôn lên cái phần mặt và cái phần cổ của mình. Nhưng mà cái cổ tim nó làm cho mình trông, phải nói sao ta, phải dài hơn, trông thấy luôn cái phần từ gương mặt cho tới phần eo, các cảm giác như là nó dài lên, nó tôn lên. Các bạn sẽ thấy là những cái ngôi sao nổi tiếng hoặc là những cái bộ phim kinh điển thì các cái nữ minh tinh hay mặc áo cổ tim. Áo cổ tim không những khoe một phần ngực một cách khéo léo, không có quá lộ liễu. Thì Quyên sẽ chọn chiếc áo cổ tim mà không quá lộ liễu nhưng mà nó chỉ khoe một cách khéo léo thôi. Nhưng mà các bạn thường mặc một chiếc áo cổ tim đi hẹn hò mà xem, bạn trai của bạn hoặc là cái người mà bạn hẹn hò sẽ không thể nào rời mắt khỏi bạn luôn. Vì chiếc áo cổ tim nó ẩn ẩn hiện hiện và nó tôn lên cái phần cổ của bạn rất là đẹp. Cho nên là chiếc áo cổ tim là một chiếc áo mà không thể thiếu trong tủ quần áo của các cô gái mà muốn trông cao hơn. Thì ở đây Quyên chọn một chiếc áo cổ tim khá là kín đáo với tay dài nè, với form dáng rộng nè, để cho các bạn thấy được cái sự kỳ diệu của áo cổ tim. Nếu như mà Quyên chọn một chiếc áo cổ tim mà giống như là ôm rồi tay ngắn này kia thì các bạn sẽ nói ô, tại vì cái áo này ôm hoặc là tại vì cái áo này ngắn cho nên nhìn nó cao hơn đúng không? Nhưng mà không phải đâu, Quyên đã cố tình chọn một chiếc áo mà rất là rộng với tay dài và cái cổ nó không quá sâu. Mà chính nhờ cái cổ tim này mà các bạn sẽ có một cái ảo giác là mình trông quyến rũ hơn hẳn luôn. Thì kết hợp chiếc áo cổ tim này với chân váy ngắn hoặc là với quần jeans hay là với quần dài đều đẹp hết. Tại vì cái cổ tim nó đã là cái sự hở một cách kín đáo rồi. Một cái nguyên tắc mà Quyên khi mà Quyên phối đồ á, đó chính là Quyên không bao giờ mặc mà trên kín dưới kín, giống như là áo cổ lọ tay dài với lại quần dài. Quyên rất là ít khi mặc trừ khi quá lạnh. Và cũng không mặc những cái áo hai dây với lại quần đùi, bởi vì đã ở trên hở thì ở dưới kín, ở trên kín thì ở dưới hở. Một chiếc áo mà đã có tay dài và khá là rộng rãi thì mình sẽ mặc một chân váy ôm và ngắn. À, cái này là không có trong danh sách của mình á, nhưng mà Quyên vẫn thêm vào, đó chính là một chiếc đầm ngắn. Thì một chiếc đầm ngắn khi mà các bạn đi dự tiệc hoặc là đi hẹn hò
thì một chiếc đầm ngắn trên gối như thế này và khá là ôm với cái cổ vuông như thế này là một lựa chọn hoàn hảo. Các bạn sẽ không chạy váy này không hề hở heo luôn. Nếu như các bạn đi làm có thể các bạn mặc thêm một chiếc áo khoác, hoặc khi các bạn đi chơi các bạn mang một đôi giày cao gót nhẹ nhẹ 5 phân, 7 phân thôi, là sau đó đánh một chút son nhẹ nhẹ là các bạn có thể đi đám cưới này, đi dự tiệc này, đi hẹn hò này. Thì cái chiếc đầm ngắn này nó hội tụ lại hai yếu tố chính, đó chính là váy ngắn nè và áo hai dây nè và áo dây cổ vuông luôn, thì rất là tuyệt vời. Thì cái chiếc váy này quên mặc thử cho các bạn xem, các bạn cũng có thể mua những cái kiểu tương tự ở bất kỳ một cái thương hiệu thời trang Việt Nam nào. Cái kiểu váy này các bạn nên có trong tủ quần áo để nếu như là mình chuẩn bị dự tiệc hoặc đi chơi mình không biết mặc cái gì hết thì lấy ngay ra, bảo đảm là sẽ trông rất là cao, rất là gầy, rất là hấp dẫn luôn. Món đồ thứ bảy đó chính là một chiếc giày màu da. Thì bất kể đó là giày sandal hay là giày cao gót hay là giày boots, thì giày màu da mà càng tiệp với màu da của mình càng tốt thì sẽ làm tôn cái dáng của mình lên, giúp mình cao hơn trông thấy. Các bạn để ý đi, khi mà các bạn mang giày cao gót mà nó quá là phản với lại cái màu quần và cái màu da của mình thì nhìn như chân mình bị chặt ra làm đôi ấy. Thì đó cũng là một cái bí quyết khác mà Quỳnh sẽ nói. Những đôi giày màu da sẽ làm cho các bạn trông cao hơn, bởi vì là đặc biệt với một chút gót nữa thì các bạn sẽ trông cao hơn hẳn luôn. Nhưng mà khi người ta nhìn vào thì người ta không cảm thấy là bạn đang mang giày cao gót, hoặc là người ta không cảm thấy là bạn đang làm lố, hoặc là người ta không cảm thấy là bạn đang cố gắng để trông cao hơn, mà thực sự đó rất là tự nhiên. Và đặc biệt là những cái đôi giày màu da thì sẽ làm cho bạn trông thanh lịch hơn hẳn luôn và kết hợp được với tất cả các loại trang phục. Thì bất kỳ một cái màu sắc trang phục hoặc bất kỳ một cái kiểu dáng trang phục nào các bạn mặc thì các bạn đều có thể mang một đôi giày màu da. Không phải là bộ trang phục nào cũng hợp với cái kiểu giày mình thích nhất, đúng không? Khi mà chúng ta có quá nhiều giày và chúng ta không biết phải mang cái gì hợp với lại cái bộ trang phục nào á, thì một đôi sandal màu da sẽ là một cứu tinh, một cái lựa chọn cực kỳ an toàn cho mình. Món đồ thứ 8 mà Quỳnh muốn giới thiệu đó chính là một đôi giày mũi nhọn. Tại sao? Bởi vì cái phần mũi nhọn nó làm cho cái phần chân của mình tạo ảo giác là dài ra về phía trước. Khi mà một người đứng đối diện mình, nó sẽ cảm thấy là cái chân của mình dài ra phía trước, thì đó chính là cái ảo giác của giày mũi nhọn. Không phải là không có lý do mà người ta lại yêu thích và người ta lại sáng tạo ra bao nhiêu kiểu giày mũi nhọn như thế đâu các bạn. Bởi vì giày mũi nhọn làm cho mình trông thon gọn hơn, thanh mảnh hơn. Thậm chí đó, như các bạn mà không thích mang giày cao gót mà bạn muốn trông cao hơn, đặc biệt là khi chụp hình hoặc là khi đi cùng bạn bè thì sao, chúng ta hãy chọn những cái đôi giày trệt với mũi thật là nhọn. Thì khi mà mang giày trệt như vậy, khi mà nhìn từ xa người ta nhìn thấy bạn giống như là bạn đang mang giày cao gót vậy đó, nhưng mà thực tế thì không phải, đó chỉ là do cái mũi nhọn mà thôi. Thì Quyên biết là rất là nhiều bạn, ngay cả Quyên đi chăng nữa cũng rất là ngán giày cao gót rồi. Thậm chí bây giờ Quyên mua giày cao gót là Quyên không mua một cái đôi nào mà cao quá 5 phân hoặc là 7 phân là quá đáng lắm rồi. Bởi vậy á, khi mà chúng ta không muốn mang giày cao gót mà chúng ta muốn trông cao hơn á, thì những cái đôi giày mũi nhọn chính là một vị cứu tinh, chính là một cái phương án hoàn hảo. Và một cái lợi thế của giày cao gót nữa đó chính là làm cho chân bạn nhỏ hơn. Các bạn có thấy là những cái đùi hoặc là những cái phần cổ chân mà hơi lớn một chút xíu thì làm cho mình trông hơi thô khi mặc váy ngắn, đúng không? Thì khi đó thì các bạn mang một đôi giày mũi nhọn và có thể là hơi có một chút dây nữa thì sẽ làm cho chân của mình trông thon gọn hơn nhiều luôn ấy. Quyên sẽ nói về những bí quyết phối đồ giúp bạn trông cao hơn và gầy hơn trong những video tiếp theo nhé, các bạn vẫn cùng hứng thú nhé. Hôm nay là Quyên giới thiệu cho các bạn những cái món đồ mà phải có thôi. Còn kết hợp như thế nào, phối đồ như thế nào, màu sắc như thế nào thì Quyên vẫn muốn làm thêm rất là nhiều video, bởi vì có quá nhiều ý tưởng nên mình không thể nói hết trong một cái video như thế này được. Thì hai món đồ là hai món đồ đã ít khi các bạn tìm thấy trên mạng xã hội, và đây là cái mà Quyên tự trải nghiệm ra. Đó chính là món đồ tiếp theo, rất là đơn giản, hầu như ai cũng có nhưng mà rất là ai nghĩ tới, đó là một chiếc áo hai dây. Chiếc áo hai dây thì Quyên sẽ không chọn những cái chiếc áo hai dây ôm. Quyên không thích mặc áo hai dây ôm, tại vì áo hai dây ôm nhìn nó không có được sang á, thì Quyên sẽ chọn những chiếc áo hai dây mà nó hơi suông rộng một tí và có thể bỏ áo ở trong quần, trong váy, hoặc là mặc với áo khoác thì nó cũng có cái cổ tim. Thì khi mà chọn áo hai dây á, thì Quyên sẽ thích chọn chiếc áo hai dây mà nó có cái phần cổ này nó hơi tim một tí thôi, hoặc là nó vuông hẳn luôn. Chứ Quyên sẽ không thích chọn áo hai dây mà đã là thun ôm rồi lại còn cổ tròn nữa thì nhìn mình bị đầy á. Thì mình sẽ chọn chiếc áo này, tại vì khi mà mình khoe ra cái phần vai hoặc cái phần tay mà nhỏ nhắn của mình rồi á, thì cái phần dưới này mình không phải quá ôm nữa. Mình khoe rồi, mình đừng có khoe quá nhiều nữa. Hồi mà Quyên năm Quyên khoảng 17-18 tuổi á, thì cái áo hai dây ôm rất là hot, và hầu như là bạn gái nào cũng kiểu mặc áo hai dây ôm dài xuống tới đây, xong rồi mặc thêm quần jean dài xuống, xong rồi mang đôi giày cao gót lên á. Thật sự là nhìn lại cái bức hình đó nhìn kiểu
Mình cũng không hiểu tại sao hồi đó mình lại mặc như vậy luôn. Nhưng mà cũng là những lựa chọn đó thì Quyên sẽ mặc một chiếc áo hai dây như thế này với lại một cái quần jeans lưng cao, không quá ôm, không quá rộng, và một đôi giày cao gót nhẹ nhẹ thôi. Thì các bạn thấy không, trông nó vẫn đẹp, vẫn thanh lịch hẳn luôn. Tất cả là nhờ là cái áo này nó hơi có độ rộng một tí. Áo hai dây này các bạn có thể mua ở bất cứ đâu, ở đâu cũng bán hết á. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi mình chọn thì hãy chọn những cái phần nách mà nó vừa vặn với lại cái phần cơ thể của mình. Đừng có chọn cái áo mà chật quá hoặc là rộng quá, bởi vì áo hai dây rất là quan trọng. Nó phải vừa vặn, không quá ôm, không quá rộng ở cái phần nách và ngực thì nhìn mình trông mới thanh lịch nhá. Món đồ cuối cùng là một... cái này thì Quyên phải ví dụ cho các bạn xem, Quyên sẽ ví dụ ngay bây giờ luôn. Đây, các bạn thấy chiếc túi này thế nào? Khá là đẹp đúng không? Nhưng mà mình mua thì mình khá là thích ấy. Mang lên một phát, nhìn mình lùn đi khoảng 10cm, 20cm luôn. Tại vì bí quyết tiếp theo chính là cái gì? Tránh những chiếc túi lớn và hãy chọn những chiếc túi nhỏ. Khi mà chiếc túi lớn như vậy thì thực ra đi xe rồi, đi xe máy hoặc là đi xe thì cũng khá là bất tiện. Nếu các bạn có xe hơi thì các bạn có thể bỏ đồ vào trong túi rồi các bạn để trên xe luôn. Nhưng mà khi mà đi chơi hoặc đi cà phê hoặc đi làm thì các bạn chỉ cần xách một chiếc túi nhỏ theo thôi là được rồi. Thay vì là một chiếc túi lớn thì con sẽ chọn một chiếc túi nhỏ. Một chiếc túi nhỏ thì trong mình thanh lịch hơn, và chiếc túi này cũng đựng đủ để đựng là ví tiền, là điện thoại, là chìa khóa xe, là son môi hoặc là đồ trang điểm, một chai nước hoa nhỏ nhỏ cũng vừa nữa. Thì những cái chiếc túi nhỏ này đây, bởi vì nó nhỏ mà khi mà lên hình thì người ta đâu có biết kích thước của nó như thế nào, hoặc khi mà người ta nhìn mình từ xa người ta cũng đâu có biết là chiếc túi này trông nhỏ như nào hoặc lớn như nào đâu. Thì khi mình nhìn tổng thể sẽ thấy là rất là cao, các bạn thấy không? Rõ ràng cái sự khác biệt luôn. Thì túi là một cái món trang phục mà bất kỳ ai cũng có, thì Quyên sẽ khuyến khích chọn những cái kiểu túi mà các bạn có thể để vừa một chiếc ví nhỏ hoặc là một chiếc điện thoại của mình. Thực ra thì 10 món đồ là không đủ đâu, nhưng mà Quyên đã cố gắng gom lại tất cả những cái món đồ mà gọi là tinh túy nhất để mà đưa đến giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn thấy không, những món đồ này rất là dễ kiếm và giá cũng không hề đắt. Các bạn có thể kiếm mua ở tất cả các cái trang web bán đồ online. Nếu như các bạn muốn Quyên gợi ý những cái món đồ mà các bạn cảm thấy là nó phù hợp với lại cái bí quyết của Quyên á, thì các bạn hãy comment cho Quyên nhé. Quyên sẽ tìm và Quyên sẽ tự trải nghiệm những món đồ đó, và Quyên sẽ bỏ link vào trong mỗi cái clip mà Quyên làm cho các bạn xem. Các bạn sẽ có thể là mua những cái món đồ đó luôn. Thì khi mà mình mua thì Quyên sẽ lưu ý rất là nhiều thứ, như là vải nè, màu sắc nè, màu sắc có hợp thời hay không, rồi vải, rồi kiểu dáng, rồi cái cổ có sâu quá hay là ngắn quá hay không. Thì Quyên sẽ thử nghiệm những cái món đồ đó và Quyên sẽ bỏ cái link trong cái phần description á, trong cái phần mô tả cho các bạn xem. Thì các bạn, nếu mà các bạn muốn, các bạn hãy comment gợi ý những cái món đồ nào thì Quyên sẽ làm trong những cái video tiếp theo nhá. Và có rất là nhiều bí quyết mà Quyên muốn làm. Nói thật luôn á, nếu mà Quyên nói về bí quyết phố đồ chắc Quyên phải nói cả mấy năm trời chưa hết, mà một tuần một tập mà mấy năm trời cũng chưa hết đâu. Tại vì hồi xưa lúc mà Quyên đi viết báo cho những cái tạp chí thời trang á, thì một tuần nhiều khi Quyên phải viết cả 10 bài báo. Mà viết 10 bài như thế thì kiến thức ở đâu ra? Thì Quyên phải học, Quyên phải tìm hiểu, Quyên phải đọc rất là nhiều tạp chí trên thế giới, và Quyên phải học rất là nhiều. Và chuyên ngành của Quyên cũng là thiết kế thời trang nữa, cho nên là gom lại tích lũy lại 7-8 năm đi làm báo chí và làm marketing thời trang, thiết kế thời trang, thì Quyên đã đúc kết ra những cái bí quyết mà gọi là cực kỳ cô đọng và xúc tích luôn. Hy vọng các bạn sẽ thích video của Quyên. Nếu như các bạn thích video của Quyên, các bạn hãy unsubscribe và comment nhé, để Quyên có thêm động lực. Please, cảm ơn các bạn rất là nhiều.